rất là nhiều. Nhấp thậm chí là tầm nhìn kia, cái chỗ vách đá trắng kìa, cái vách đá trắng trên kia. Trên cái chồng quá. Thì nó không nghe xe. Đi vào cái hông nhà. Đây ai làm? Núi nhau hùng vĩ. Chụp vách núi cho một tấm. Cái mỏ đá thì đá qua thời gian nó phân hủy đúng không? Ở đây. Còn đây đá thì đá nó già rồi, nó buồn nó cứ chảy xuống cho nó là bình thường. À, cái hốc đá thì nó sẽ thấy không? Để đúng về cục đá này là đẹp. Chuẩn bị lên thuyền đi dòng sông Nho Quế. Đây là một sông rất là đẹp như các bạn. Đó, màu nước xanh trong. Chúng ta sẽ được thưởng lãm vẻ đẹp của dòng sông Nho Quế. Chúng ta đang đến với thuyền để chuẩn bị xuống dòng sông Nho Quế. Một trong những cái sông đẹp của đồng bằng, khu du lịch đá đồng bằng. Đông lắm. Nguyên trang đẹp chưa? Đó là khổ lắm rồi đó, cái này đâu. Lên chỗ bức khe, chỗ khe kìa. Lên chỗ khe kìa.
ngồi ngửa đỏ. Chiếu khách nhìn 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 nha. Chào cô gái đẹp. Khi mà về tới thành phố Đồng Văn thì quá sang lâu nhà ngồi nhà bên bè theo sông Đà Lạt. Bè nó kêu không bạn. Về đi con. Đây. Nè con đưa lên nhà nè. Đưa lên. Ừ. Mỗi đứa được 5.000, đưa lên. Không cho giận à. Ờ. Vậy này ha.